có chiều cao tốt, đặc biệt là các ngoại binh. Và Hà Nội thì không có được một tiền đạo để làm đối trọng. Nguyễn Sa vẫn còn. Phạm Văn Long, đó sẽ là một cú sút. Hai không cho HSV Đà Nẵng. Thành quả xứng đáng dành cho họ. Chẳng có ai theo kèm với Phan Văn Long cả. Quá thoải mái để thực hiện một cú đá kỹ thuật. Ngay cả khán giả trên sân Hòa Xuân, khi trái bóng còn đang nằm trong chân của Nguyên Sa, thì cũng đã ồ lên khi họ nhận thấy rằng là Phan Văn Long đang có được một vị trí thuận lợi và chẳng có ai kèm. Tỷ số là 2-0. Vô vàn khó khăn với câu lạc bộ Hà Nội. Lương Duy Cương, đây là một trận đấu mà Lương Duy Cương đã rất ít tham gia tấn công. Phạm Đình Duy, Phạm Văn Long, vẫn là Văn Long, Văn Long, tuyệt vời Phạm Văn Long. Pha xử lý quai của cầu thủ mặc áo số 11 bên phía FV Đà Nẵng. Một tình huống tấn công vô cùng hiệu quả, hiện đại và đẹp mắt của FV Đà Nẵng. Ngày hôm nay FV Đà Nẵng tấn công không quá nhiều, nhưng những lần lên bóng của họ thì lại rất sắc sảo và vô cùng hiệu quả. Dưới cái bàn là cầu thủ mặc áo số 11 Phan Văn Long. Tình huống dứt điểm thứ 3 của FV Đà Nẵng trong trận đấu này. 3 lần dứt điểm, 2 lần trúng đích và đó là 2 bàn thắng. Phan Văn Long có được bàn thắng thứ 2 ở mùa giải năm nay sau siêu phẩm vào lưới của câu lạc bộ Hà Nội. Cả hai bàn thắng của Văn Long đều rất đẹp mắt. Không chê bóng, xoay người loại Hoàng Văn Khánh, quay người dứt điểm gọn gàng, tinh tế và đẹp mắt vào góc cao trước sự bất lực của Văn Hoàng. Trong cả hai tình huống dứt điểm của FV Đà Nẵng thì thủ thành Văn Hoàng chỉ biết đứng nhìn, bởi vì anh không thể có khả năng can thiệp. Nó đều là những tình huống dứt điểm quá khó. Trước đó là một tình huống tạt bóng một chạm cực hay của Phạm Đình Duy. Đình Duy đã sáng với một bàn thắng và một tình huống kiến tạo thành bàn. Đình Duy đã có được 4 bàn thắng và 4 pha kiến tạo thành bàn ở mùa giải năm nay.